Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Lao động và Công đoàn do Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, trong mục Công đoàn lần này, chúng tôi sẽ có những đánh giá bước đầu về việc tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Để có kinh nghiệm trong quá trình chỉ đạo, triển khai tổ chức đại hội công đoàn cơ sở, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Yên Mỹ đã thống nhất lựa chọn công đoàn cơ quan đảng đoàn thể huyện tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở cuối năm 2022. Quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội, đơn vị đã bám sát đề cương hướng dẫn về tình hình hoạt động công đoàn, các tiêu chí, nhiệm vụ giải pháp nhiệm kỳ 2023-2028 để xây dựng văn kiện báo cáo trình đại hội. Đại hội đề ra những mục tiêu cụ thể cho nhiệm kỳ tới, đó là phấn đấu 100% cán bộ công chức viên chức đoàn viên công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện tốt công tác chăm lo động viên công đoàn, 100% các tổ chức công đoàn đạt vững mạnh và công đoàn cơ quan đảng đoàn thể đạt công đoàn cơ sở vững mạnh. Để cái nghị quyết của đại hội nó sớm đi vào trong cuộc sống thì trước hết là chúng ta phải triển khai thật sớm, thật sâu, thật rộng và tới từng tổ công đoàn một để sao cho tổ công đoàn biến cái nghị quyết đó thành hiện thực. Công ty cổ phần sản xuất hàng thể thao Tân Đệ là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực may mặc, hoạt động tại huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên hơn 2 năm qua. Từ khi thành lập, Ban chấp hành Công đoàn lâm thời nhà máy Tân Đệ Hưng Yên đã nỗ lực chăm lo cho đoàn viên công đoàn bằng những hoạt động cụ thể như các chương trình hỗ trợ tăng lương, ưu đãi, quỹ tiếp bước con đến trường, thưởng các dịp lễ Tết. Để hoạt động công đoàn đi vào nền nếp, thực sự trở thành cầu nối và điểm tựa cho người lao động, việc tổ chức thành công và bầu ra Ban chấp hành Công đoàn tại Đại hội Công đoàn công ty lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2023-2028 đóng vai trò và ý nghĩa quan trọng. Vì thế, công tác tổ chức đại hội được chuẩn bị kỹ càng, bám sát hướng dẫn của Ban chấp hành Công đoàn công ty và Liên đoàn Lao động huyện Kim Động. Phát động phong trào thi đua tới cán bộ, công nhân viên, tích cực lao động sản xuất, lập thành tích chào mừng đại hội. Đặc biệt, ban lãnh đạo công ty đã tập trung cao độ, rà soát cán bộ, đoàn viên công đoàn nhà máy về nhân sự đưa ra bầu tại đại hội. Được tham gia đại hội ngày công đoàn ngày hôm nay thì em cảm thấy rất vui và phấn khởi. Bản thân em thì được cầm những tờ lá phiếu để bầu cử ra được người đủ uy tín và trách nhiệm, năng lực để có thể đại diện bảo vệ quyền lợi và lợi ích của người lao động. Thì em cũng cảm thấy yên tâm hơn trong quá trình lao động và sản xuất tại công ty ạ. Qua thành công của đại hội, công ty đã giúp củng cố tổ chức công đoàn cơ sở của doanh nghiệp, tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động và triển khai có hiệu quả các hoạt động chăm lo đoàn viên công đoàn của công ty. Mặc dù là chương trình đại hội diễn ra lần thứ nhất nhưng kết quả đã thành công tốt đẹp trong nhiệm kỳ tới thì tôi và các đồng chí trong ban chấp hành công đoàn sẽ cố gắng xây dựng các phong trào để thu hút người lao động cũng như các đoàn viên công đoàn trong nhà máy, xây dựng các chương trình nhằm mục đích thể hiện sự đại diện và chăm lo, chia sẻ cùng với các đoàn viên trong công đoàn là cầu nối giữa người lao động với công ty. Từ công tác tổ chức chuẩn bị và tổ chức đại hội đã nhận được sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương cũng như cơ quan đơn vị Liên đoàn Lao động huyện tổ chức rút kinh nghiệm cho các công đoàn cơ sở tổ chức đại hội sau, nhất là chú trọng xây dựng kịch bản, thời gian phù hợp, chuẩn bị báo cáo ngắn gọn, trọng tâm, tránh liệt kê và dài dòng, tham luận các nội dung cần đa dạng và sáng tạo và gắn với thực tế công đoàn mỗi đơn vị để phát huy hiệu quả. Chúng tôi chỉ đạo điểm hai đơn vị. Trong đại hội điểm này thì có các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn của huyện và 17 xã thị trấn. Thế thì từ cái đại hội điểm này thì chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm để các đơn vị tiến hành theo đúng quy trình, các cái văn bản hướng dẫn thì giúp công đoàn cơ sở, để công đoàn cơ sở trên cái căn cứ cơ bản đó. Thế còn về sau đó thì các đơn vị phải cụ thể hóa, thì qua cái nắm bắt tình chung thì phải nói là người lao động và cán bộ công nhân viên chức người lao động rất phấn khởi và lấy cái đại hội thì là cái mục tiêu để phấn đấu trong công tác lao động rồi sản xuất. Đại hội công đoàn các cấp với phương châm đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển nhằm đáp ứng sự phát triển của lực lượng lao động và quan hệ lao động trong giai đoạn hiện nay, tăng cường tập hợp người lao động
và phát triển đoàn viên, xây dựng các cấp công đoàn vững mạnh, thực sự là trung tâm đoàn kết, đại diện chăm lo bảo vệ quyền lợi của đoàn viên và người lao động. Qua đó, thúc đẩy người lao động hăng hái thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Hiện các công đoàn cơ sở vẫn đang tích cực triển khai tổ chức đại hội để kịp thời gian tiến độ quy hoạch. Thời gian tổ chức đại hội cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh phấn đấu hoàn thành trước ngày 31 tháng 5, cấp trên cơ sở xong trước ngày 31 tháng 7. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Lao động và Công đoàn của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.